các bạn một chiếc xe bán tải, đó chính là chiếc xe Ford Ranger. Chiếc Ford Ranger này thì nó là động cơ 2.4 máy dầu đời 2001. Chiếc xe này thì là hai cầu anh chị ạ, số sàn. Thì đây phải nói là một chiếc xe nồi đồng cối đá chạy qua rất nhiều năm, và một chiếc xe có thể nói là bền nhất và trong phân khúc bán tải, và cũng là một chiếc xe nó rất là khỏe khoắn, tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe này đợt vừa rồi trong Tết thì tôi có chạy lên Sapa, thì qua các cái cung đường đèo lên cũng rất là ổn. Với động cơ 2.4 máy dầu thì rất là khỏe và cho chúng ta những cái sản sinh công suất leo lên đèo dốc rất là ok, đặc biệt nhất là vào những cái chỗ khúc cua tay áo, dài hai cầu chạy cực kỳ là mượt mà. Và chúng ta cùng đi tổng quan qua một vòng xe. Cái xe thì được trang bị là gương là chỉ điện, thế nhưng mà gập và ra gập vào thì chúng ta sẽ dùng bằng tay. Thế còn được trang bị hai cái xi nhan tích hợp ở trên hai bên sườn. Lốp thì được trang bị là một dàn lốp mới là lốp Michelin cực kỳ dày luôn. Phanh thì đằng trước là hai phanh đĩa tản nhiệt, còn đằng sau đó là phanh tăng trống. Tổng quan về xe thì còn vuông vắn, nhìn tổng thành của xe còn rất là vuông vắn ngay ngắn và cũng không có một cái lỗi lầm nào cả. Đấy, về bên trong này thì chúng ta quan sát luôn là về phần nội thất của nó thì là được trang bị nội thất ghế da, nội thất da, vô lăng bọc da và gương chỉnh điện, kính lên xuống bằng điện, có điều khiển mở khóa chốt từ xa. Đấy, về phần cột kèo của xe thì còn rất là đẹp, ngay ngắn vuông vắn. Cái xe thì nói chung là đến bây giờ thì không phải là sơn xi nguyên bản nữa, mà sơn xi thì có sơn lại rồi. Thế nhưng mà về phần động cơ, máy móc, khung gầm, sắt xi của chiếc xe này còn rất là ổn. Về hàng ghế sau này cũng được trang bị là ghế bọc da, ghế bọc da và ngồi cũng khá là thoải mái. Thì đây là một chiếc xe rất là tiện dụng cho chúng ta có thể là di chuyển đi các cái cung đường công trường. Đây là về phần thùng của xe. Thùng của xe thì rất là rộng rãi cho chúng ta để đồ đạc thoải mái. Thùng rất là rộng, to. Thùng to, rộng, thoải mái. Này, động cơ hai cầu cho nên là sẽ có chữ 4x4 ở đây. Này, dàn lốp mới tinh đấy ạ. Xe thì tôi để nó bẩn, mưa gió chẳng có rửa ráy gì cả. Đấy, về sắt xi khung gầm của chiếc xe này thì còn cực kỳ là khỏe chắc, không có bị han gì, mục ngọt gì cả. Chiếc xe thì được mang biển kiểm soát là 14-7122. Đang ta mở thùng ra. Thùng rất là rộng rãi. Với một cái mức giá nó trên 200 triệu thì đây là một chiếc bán tải rất là phù hợp cho ông ta. Để ông ta vừa là đi công việc gia đình, vừa là chở hàng hóa ở phía sau, và đặc biệt nhất là đi được 5 người nhỉ. Tổng quan về xe thì chúng ta thấy là về form thân dáng của nó cũng còn nguyên vẹn, không có bị lỗi lầm gì cả. Động cơ dầu, kính thì đã được dán kính rồi. Tôi giới thiệu sơ qua để anh chị tham khảo. Nếu mà anh chị quý khách có nhu cầu thì hãy liên hệ với tôi với số điện thoại 0365639999 và xem xe ở tại địa chỉ 560 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Tôi có nhận giao lưu với tất cả các dòng xe hatchback, sedan, bán tải, những dòng xe 7 chỗ. Quý khách có nhu cầu thì liên hệ. Đây ạ. Hai cầu đây. Mọi cái này, vô lăng cực kỳ đẹp luôn. Vô lăng củ số rất đẹp. Cái xe thì ở bên trong thì được trang bị có một cái cốp để đồ ở phía trước này cũng rộng rãi, rất là to. Chúng ta để rất là nhiều thứ, nhiều loại hàng ở trong này. Đấy, thì ở phía bên này thì có một cái cốp để chỗ này, vừa là bệ tì tay, vừa là cái cốp để đồ đạc của chúng ta được vào đây. Cốp rất rộng. Cả các cái chức năng của xe hoạt động đầy đủ, hoàn hảo, trơn tru cả. Đấy, trên này là trần thì là bỏ trần da. Có một cái đèn ở đây. Rồi những cái kính chắn, những cái miếng ốp chắn nắng này vẫn nguyên bản hết theo xe. Tôi mở máy để cho anh chị xem về cái khoang động cơ.
Đây anh chị ạ, đây là khoang động cơ của bán tải Ford Ranger, máy dầu 2.4, 2 cầu, số sàn. Tôi sẽ quay chi tiết cho anh chị xem. Đây chúng ta nhìn từ xa, đây là cái form dáng của cabo. Đây về phần dưới đấy ạ. Tôi quay chi tiết, quay chậm, quay gần để anh chị quan sát, theo dõi. Tất nhiên là xe thì nó cũng là dòng xe bán tải mà chạy cũng lâu năm rồi. Để mà gọi là đẹp, để mà như là những cái xe 2013-14 thì không có. Nhưng mà để mà chất lượng cùng đời, cùng thương hiệu, cùng hãng thì như này là một chiếc xe khá là ổn. Cho ông ta vận hành đi cái tuổi đời vẫn còn 6-7 năm nữa. Như này là quá là ok. Máy dầu thì chạy rất là tiết kiệm mà không hề tốn dầu. Điều hòa cái này thì là phải đắp chăn anh chị ạ, điều hòa cực lạnh luôn. Đây chị này, tem mác của nhà sản xuất nguyên bản đây. Đó. Rồi tôi quay gần để cho chị mò. Rồi. Vâng, vừa rồi là tôi đã giới thiệu nhanh đến toàn thể quý vị và các bạn chiếc xe Ford Ranger bán tải đời 2001, hai cầu, máy dầu. Và nếu anh chị thấy video này hay, hữu ích thì hãy chia sẻ video này nhé. Và hãy cho tôi một lượt like, một lượt share và subscribe kênh YouTube để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh ô tô Long Biên. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo.